Vâng, xin chào các bạn đã đến với channel của Cá Cảnh Shop nha các bạn. Kênh của mình thì chuyên về đèn xông, máy khử khuẩn tại Cần Thơ. Rồi thì hôm nay mình test cho một cái máy của một anh ở ngoài Hà Nội nha các bạn. Rồi thì cái máy này là máy xông ô tô màu đen OTO 100ml. Máy này không có pin sạc các bạn. Máy này sử dụng nước và tinh dầu, không phun qua ống, thuộc dòng bền. Rồi thì hôm nay mình sẽ tiến hành mình test máy. Khi các bạn nhận máy thì các bạn sẽ mở nắp bên trong ra, thì các bạn sẽ thấy bên trong sẽ có cái cáp USB. Đây, cái cáp USB này thì mình có thể mình sử dụng bằng sạc dự phòng, hoặc là các bạn có thể sử dụng cái cốc sạc điện thoại ở nhà, mình có thể mình ghi mình xong cũng được. Nhưng mà thường nếu mà đi xe hơi thì các bạn sẽ dùng sạc dự phòng nhé. Hoặc là các bạn chỗ nào mà có lỗ mà ghim cáp USB 5V đó thì các bạn sẽ xài. Cáp cũng khá là dài, để mình lấy ra lên. Đây, cái con cáp cũng khá là dài, nhưng mà cũng tầm khoảng chừng này. Này cũng chín tắt khoảng mét gì đó. Rồi, khi các bạn nhận đó thì các bạn sẽ ghim. Đây, các bạn sẽ ghim ở dưới đít máy, nó có cái lỗ ghim này. Rồi, các bạn sẽ ghim vào. Đây, ok. Rồi, khi mà các bạn xài, các bạn chế nước đó thì phía bên trong nữa các bạn. Các bạn thấy có cái vạch mắt nè, thì các bạn sẽ chế nước từ cái vạch mắt này cho xuống nha. Các bạn chế càng nhiều thì máy phun càng nhẹ, các bạn chế đầy luôn là nó không phun luôn nha mà. Rồi các bạn muốn xài phun mạnh thì các bạn chế ít nước thôi. Rồi đây, trung bình đó thì các bạn 50ml đó thì phân nửa này đi. Cái này vạch mắt này là 100ml thì 50ml thì các bạn chế khoảng chừng trung bình khoảng 10 giọt tinh dầu nhé. Xe càng lớn thì các bạn chế tinh dầu càng nhiều nhé. Rồi thì đây thì mình sẽ ghim sạc dự phòng nè. Cái lỗ mà sạc dự phòng thì nó sẽ có hai lỗ là 1A và 2A. Nếu các bạn ghim 1A thì nó sẽ phun nhẹ tí, còn 2A nó phun mạnh tí. Rồi chúng ta ghim vào nè. Đó. Rồi nước thì các bạn sẽ chế trực tiếp vào đây nha. Các bạn chế nước nước lạnh, nước lọc, các bạn đừng có chế nước nóng nha. Chế nước nóng nó cũng hiểu nóng máy nó ngắt. Đây mình sẽ chế nước lạnh, nước lọc hay là nước suối gì các bạn đó. Các bạn có thể chế vô. Đây mình chế ít thôi. Chế ít thì nó phun mạnh, chế nhiều thì nó phun nhẹ. Tinh dầu thì các bạn nên đổ nước xong các bạn mới nhỏ tinh dầu, chứ các bạn đừng có làm ngược lại nha. Tại vì chế tinh dầu trước nó sẽ bám vào máy. Rồi đây lắp lại. Cái máy sẽ có hai nút. Cái nút trên là cái nút phun, các bạn bấm đầu tiên thì máy sẽ phun liên tục. Còn cái nút dưới là nút đèn, các bạn bấm đầu tiên đèn sẽ tự đổi màu. Đó. Cái nút trên là nút phun liên tục nha các bạn bấm lần đầu tiên là nó sẽ phun liên tục, chừng nào mà hết nước trong máy nó sẽ tự nó tắt. Này đó. Còn các bạn mà muốn mà phun ngắt quãng á, thì các bạn bấm nút trên thêm cái nữa là nó chuyển sang chế độ chút phun chút không nha các bạn. Này, nếu mà các bạn bấm thêm cái nữa là chuyển sang chế độ chút phun chút không. Đó. Nó phun khoảng 10 giây cái nó tắt. 10 giây nó tắt cái nó phun, nó làm hoài vậy đó. Cái đó là chế độ chút phun chút không. Đấy, các bạn thấy nó tắt này. Xong cái 10 giây cái nó phun nữa. Ví dụ như cái chế độ phun liên tục của mình là mình đổ bao nhiêu nước đó, khoảng chừng 4 tiếng đi, nhưng cái chế độ phun ngắt quãng nó sẽ gấp đôi thời gian lên nhé các bạn. Nếu mà các bạn xài xe to thì các bạn nên sử dụng chế độ phun liên tục. Thường thường sử dụng chế độ phun liên tục. Rồi, bấm cái nó tắt máy nè. Bấm đầu tiên thì máy sẽ phun liên tục. Đèn bấm đầu tiên đèn tự đổi màu. Rồi. Đó, các bạn cứ xài vậy là các bạn. Đó, thấy không? Này. Các bạn khi mà các bạn xài thì nếu mà ngừng sử dụng một khoảng thời gian dài thì các bạn nên đổ hết nước bên trong ra. Rồi các bạn dùng khăn giấy các bạn lau khô. Đây, cái này không biết các bạn thấy không? Quay ban đêm với các bạn thấy nó phun ta. Đây nó phun rất là cũng khá là khỏe nha các bạn. Cái máy này không có phun qua ống cho nên các bạn khi mà xài tinh dầu thì các bạn đổ vào, các bạn đổ tinh dầu vào các bạn thấy nó vừa phun lên là các bạn thấy nó đã thơm rồi. Này. Này gió quá. Đây. Máy cầm rất là gọn nhẹ nha. Rồi.
Tất cả các máy gửi đi xa thì mình test rất là kỹ nha các bạn. Đó, khi mà các bạn chế nước ít đó, thì các bạn thấy nó phun như vậy, còn nếu mà các bạn chế mà đầy, có nhiều anh chị em mà nhận máy về mà không biết mà chế đầy máy luôn là nó không có phun luôn, như bạn áp lực nước nó không có phun luôn đấy, máy phun rất là khỏe nha. Khi mà các bạn xài, lưu ý quan trọng của cái máy này là các bạn đừng nên ghim vào nguồn điện 12V hay là 24V trên xe, tại vì nó rất là dễ hư máy. Các bạn muốn xài bền cho cái máy này thì các bạn chỉ ghim vào nguồn điện 5V thôi. Chỗ nào có nguồn điện 5V thì các bạn ghim vào. Cái này có thể ghim nguồn điện 5V trên máy tính nè, trên cốc sạc nè, trên sạc dự phòng nè. Rồi video này mình tạm dừng ở đây nha các bạn. Các bạn xem thấy hay thì đừng quên bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Đặt hàng thì liên hệ số điện thoại bên shop là 0976 243 224.